Thắng xin kính chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Chiếc xe Innova xuất sàn 29 nay làm đẹp xong rồi anh chị. Kết thúc một tuần lễ kiểm tra chất lượng và làm đẹp thì cuối cùng xe cũng bóng bẩy và có thể về phục vụ anh chị được rồi. Đây là chiếc Innova số sàn 29 màu đồng ánh kim nha. Xe này thì đi được 86.000 cây anh chị. Hôm trước khi mà thu về á thì Thắng cũng có làm một cái video về cái mẫu xe này rồi. Nó có một số vết chạy xước và bụi bặm nè, đó rồi một số cái nó chưa được hoàn hảo lắm thì Thắng cũng đã chia sẻ để anh chị nắm rõ được chiếc xe rồi. Và hôm nay thì hoàn thiện hết thì Thắng cũng làm một video nữa để cho anh chị chúng ta coi lại xe một cái nữa nha. Và nếu như mà đang có nhu cầu về dòng xe này thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng tư vấn anh chị cụ thể hơn. Chiếc này thì mang biển số thành phố nha anh chị. Anh chị nào mà ở hộ khẩu thành phố á thì chúng ta sẽ giữ biển luôn, chúng ta sang tên thôi. Lớp nè. Chiếc lớp này phía trước thì nói chung là cũng hơi mòn rồi. Nếu anh chị mua chắc Thắng xin công ty tặng thêm cho anh chị cái lớp nha. Lớp này hơi mòn nè. Gầm bệ thì mới tinh. Rồi đăng kiểm đường bộ thì tháng 6 2024 đó, cũng còn xa anh chị. Xe Innova mà màu đồng á thì nó nhìn nó sang anh chị, sang nó dễ vệ sinh, nó dễ chăm sóc, mà với lại nhìn xe nó sang nữa. Màu bạc thì nó bình dân quá, nhìn nó giống như những cái xe mà chạy dịch vụ quá. Còn màu trắng thì nó cực cái khâu vệ sinh chăm sóc đó. Còn có màu đồng là cái màu mà dễ chịu nhất đó. Thì nhìn cái xe nó mang khuynh hướng gia đình nè, nhìn nó sang nè và nó dễ vệ sinh chăm sóc. Xe này bên trong được lên bộ ghế da anh chị, ghế da đó, cần số nè, bệ tì tai đó, những phần nhựa máy tinh nè. Xe này anh chủ trước anh chạy gia đình nha, không có chạy kinh doanh anh chị. Nhìn cái phần nội thất là biết là xe chạy gia đình nè. Chạy sàn simili rồi bật lên xuống inox. Xe thì có một trần rồi, đỡ dơ cái trần nỉ nha. Đầu vẫn là đầu CD zin theo xe, thì chắc tặng anh chị cái đầu DVD đi, tích hợp luôn cam dê á. Tại vì ai đi, bây giờ mình xài cái đầu CD gì thì mất tiền lắm chị, nhiều khi mình vô cái số dê á mình không có thấy được những hình ảnh phía sau thì nó cũng mất an toàn. Chắc tặng anh chị đầu DVD tổng cộng cam dê luôn, cho đủ bộ luôn. Bên ngoài thì có chén cửa nè, viền che mưa nè, đó Thắng để lại cho anh chị dùng luôn nha. Tấm bi vẫn là nỉ zin nè. Sao nè, rộng rãi nha. Innova được coi là chiếc xe nó rộng rãi nhất phân khúc anh chị, đơn giản hiệu quả, rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và độ bền cao nữa. Rồi lớp sau thì còn dùng ok nha, đi khoảng độ 20.000 nữa thì thay. Có phủ gầm rồi nè anh chị, đó anh chị nào mua về vùng biển thì khỏi có công phủ gầm lại, giữ cái gầm mình nó chống rỉ sét nha. Rồi phía sau xe thì phía sau có hai cảm biến nè, khi anh chị mà về cái khoảng cách mà tầm khoảng 1,5 m á thì nó sẽ kêu tiếng tít tít bên trong á, anh chị sẽ biết được có vật cản chúng ta an toàn khi mà về xe. Lớp dự phòng đó, gầm bệ vệ tinh, cái xe biển thành phố là mà chạy trên thành phố á là cái gầm bệ thường mới lắm chị. Lớp này cũng còn dùng ok nè, có cái lớp trước thì nó hơi ấy thôi, hơi mòn thôi, thì thay cái lớp đó là ok. Tâm bi nè, những cái xe mà chạy gia đình á thường những cái này nó mới lắm anh chị, nó không bị chạy xước nhiều, còn những xe dịch vụ thường chạy xước. Sao có cửa gió nè. Nó xe 29 nha. Đây, tem sản xuất 29 anh chị. Đối với mẫu này thì anh chị mà muốn vay ngân hàng mua xe thì có hỗ trợ nha, hỗ trợ được 4 năm anh chị, xe 29 thì hỗ trợ được 4 năm. Đó. Về giá trị cho vay thì ngân hàng cho vay được 70% giá trị xe, anh chị trả trước là 30% nha. Hỗ trợ tất cả các tỉnh và thành phố luôn. Yêu cầu là anh chị đừng có bị nợ xấu là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là phải có chứng minh thu nhập nha. Đó, thì tùy vào cái công việc của anh chị, cái điều kiện của anh chị mà sẽ có một cái cách mà thu hồ sơ khác nhau và tư vấn khác nhau. Thì anh chị nào mà đang có dự định là vay để mua xe thì cứ liên hệ với Thắng đi, Thắng sẽ trao đổi qua điện thoại để anh chị dễ hiểu nha. Những máy tinh, điều hòa cơ thôi. Một chiếc xe nó quá quen thuộc rồi anh chị, và dòng này thì mình Thắng chuyên mà cứ quay đi quay lại những chiếc Innova, Fortuner, Camry suốt à. Rồi, Innova số sàn 2019 đi được 86.000 cây. Và chiếc xe này thì bên Thắng chào bán mức giá là 590 nha, 590. Trước đó khoảng tháng thôi giá xe 2019 tầm khoảng 608, 601 anh chị.
Bây giờ thì thị trường nó cũng giảm và bên Thắng cũng điều chỉnh cái giá để cho anh chị dễ tiếp cận nha. 590 triệu Innova số sàn 29. Đó, anh chị quan tâm thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng tư vấn cụ thể hơn. Rồi, rất cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay nha. Và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau.